Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình Chủ nhật ngày 14 tháng 3 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Công an Hưng Yên tập trung cấp thẻ căn cước gắn chip cho công dân. Chuyên đề tháo gỡ nút thắt về mặt bằng cho các doanh nghiệp. Khó khăn trong thực hiện tích tụ ruộng đất nông nghiệp ở huyện Phù Cử. Các di tích trên địa bàn tỉnh mở cửa đón khách trở lại, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, việc Bộ Công an triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân giúp giảm chi phí giấy tờ, thời gian xác minh và đi lại cho công dân, giảm ngân sách nhà nước khi xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và việc lưu hồ sơ. Trong nội dung cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, lãnh đạo Bộ Công an khẳng định đây là hệ thống quan trọng nhất trong 6 cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ xây dựng chính phủ điện tử. Từ dữ liệu dân cư đã thu thập nên người dân không phải mang bất kỳ loại giấy tờ, cán bộ thu nhận không phải đánh máy nhập liệu. Theo đó, thẻ căn cước công dân bổ sung chip điện tử, mã QR code phục vụ tích hợp các thông tin liên quan, đồng thời thay thế việc lấy vân tay phẳng bằng vân tay lăn, nhận dạng khuôn mặt, xây dựng tàng thư, phục vụ cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Đánh dấu sự thay đổi lớn cho công tác quản lý nhà nước, sử dụng giấy tờ của công dân từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử. Là đầu mối cung cấp thông tin về công dân, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, các tổ chức đơn giản hóa, giảm thủ tục hành chính. Theo đề án của Bộ Công an, việc cấp căn cước công dân gắn chip điện tử được tiến hành từ ngày 1 tháng 3 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2021 với số lượng cấp là 50 triệu thẻ, trong đó Hưng Yên được giao cấp 1,1 triệu thẻ cho công dân từ 14 tuổi trở lên. Thời gian này, công an các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh đang tập trung tối đa nhân lực, xây dựng nhiều phương án, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân theo đúng yêu cầu đề ra. Đây là buổi làm việc đầu tiên của tổ cấp căn cước lưu động do Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh tổ chức tại trường trung học cơ sở thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ. Phương án này vừa tạo điều kiện thuận lợi, giảm thiểu tối đa việc đi lại cho công dân đến làm thủ tục cấp thẻ căn cước phù hợp với nhiều đối tượng, qua đó sẽ thu hút được nhiều người đến làm thủ tục cấp. Những buổi lưu động như thế này sẽ tiếp tục được tổ chức ở các địa điểm đông công dân như trường học, khu công nghiệp. Phòng PC06 Công an tỉnh Hưng Yên đã thành lập 2 tổ cấp căn cước công dân lưu động xuống các xã, đặc biệt là khu công nghiệp có nhiều doanh nghiệp, có kế hoạch làm thêm ngoài giờ, đặc biệt là làm đêm để tránh ảnh hưởng đến thời gian làm việc của công nhân. Sau một ngày làm việc, đã có hàng trăm học sinh và người dân của thị trấn Yên Mỹ đến làm thủ tục cấp căn cước. Các cán bộ tổ lưu động đã làm việc liên tục, còn người dân sau khi được tuyên truyền và thông báo thì rất vui vẻ đến đăng ký. Việc về làm thẻ căn cước tại các cơ sở trực tiếp này rất là thuận lợi cho cán bộ công nhân viên chức cũng như là học sinh, kể cả vào những thời điểm tối thì nhân dân có thể tranh thủ vào cái thời gian rảnh rỗi này để họ đến có thể làm mà không phải mất thời gian nghỉ những cái buổi làm của họ. Với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu được giao, thời điểm này cùng với công an tỉnh, công an các huyện, thành phố, thị xã đều đã bổ sung lực lượng, ưu tiên tập trung cho công việc này. Cùng với đó, ngoài việc tổ chức tại trụ sở, thì mỗi đơn vị ít nhất cũng thành lập từ 1 đến 2 tổ lưu động với đầy đủ trang thiết bị máy móc phục vụ tại chỗ các khu vực đông công dân. Công an thành phố xây dựng cái kế hoạch cao điểm cấp căn cước công dân làm là từ 7 giờ sáng đến 22 giờ đêm, hàng ngày không nghỉ thứ bảy chủ nhật, không nghỉ lễ, làm xuyên suốt trong 15 tiếng. Chip được gắn trên thẻ căn cước công dân là để lưu trữ các thông tin của công dân với mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện các giao dịch hành chính đi lại, nâng cao hiệu quả của chính phủ điện tử, chính phủ số. Chip gắn trên thẻ căn cước công dân không có chức năng định vị theo dõi để xác định vị trí của công dân. Việc tích hợp sử dụng thông tin trên chip tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Vì vậy, việc cấp thẻ căn cước công dân vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ, vừa là quyền lợi của mỗi công dân.
và các bạn, đến năm 2025 sẽ cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 3. Đây là mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ huyện Văn Giang trong nhiệm kỳ 2020-2025 để đạt được mục tiêu đã đề ra. Ngay sau khi tổ chức đại hội thành công, Văn Giang đã bắt tay ngay vào tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện các biện pháp đồng bộ, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 10 dự án đô thị, nhà ở, nhà vườn, sinh thái đầu tư vào địa bàn. Đây được xem là điều kiện thuận lợi để địa phương này hoàn thành các tiêu chuẩn đô thị. Xác định rõ công tác giải phóng mặt bằng chính là nút thắt quan trọng cho việc phát triển. Vì vậy, ngay sau đại hội, huyện đã tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu, ủng hộ các dự án, mặt khác huy động lực lượng tập trung để tháo gỡ nút thắt này. Trên cơ sở cái quy hoạch và các dự án đô thị đã được tiếp nhận vào địa bàn, chúng tôi đã rất nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng. Công tác giải phóng mặt bằng là cái công tác đi đầu rất quan trọng trong cái việc phát triển đô thị. Quan điểm là hoàn thiện giải phóng mặt bằng đến đâu, bàn giao đến đó, và cũng sẽ tham mưu cho Ủy ban dân huyện là yêu cầu các chủ đầu tư các dự án là sớm triển khai thực hiện các dự án theo cái chủ trương đầu tư dự án đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cùng với đó, huyện cũng yêu cầu các nhà đầu tư về phối hợp chặt chẽ với địa phương, thậm chí là trực tiếp với dân, sẵn sàng tháo gỡ khó khăn vướng mắc, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, đồng thời tập trung nguồn lực triển khai ngay sau khi nhận được mặt bằng. Thì đến nay dự án khu nhà phố mới Văn Giang đã thực hiện được cơ bản công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án. Chúng tôi cam kết ngay sau khi nhận được mặt bằng của dự án thì chúng tôi sẽ tiến hành các bước để tổ chức triển khai dự án đúng với cái tiến độ thực hiện dự án đã đăng ký với chính quyền địa phương và hợp đồng đã ký kết với tỉnh Hưng Yên. Theo quy hoạch, đô thị Văn Giang bao gồm thị trấn Văn Giang và một số xã lân cận với diện tích khoảng trên 3.000 ha, quy mô dân số trên 50.000 người. Hiện các xã cũng đang tích cực tuyên truyền, triển khai đưa nghị quyết đến người dân, đồng thời xây dựng lộ trình cụ thể, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới nhằm đáp ứng yêu cầu đấu nối nội thị và ngoại thị, góp phần để Văn Giang hoàn thành tiêu chuẩn đô thị. Sau khi bàn giao mặt bằng cho doanh nghiệp Vietnam City thì xã đã tập trung vào chỉnh trang, xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng được cái tiêu chí của nông thôn mới và tiêu chí mà đại hội đảng bộ các cấp đặt ra. Hiện Văn Giang có 3 dự án đô thị là Eco Park, Hải Long Trang và An Phú đã xây dựng và đi vào hoạt động. Các dự án đô thị còn lại sẽ triển khai vào cuối năm nay và một vài năm tới. Như vậy, với quyết tâm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống cùng với các mục tiêu kinh tế chính trị, huyện Văn Giang sẽ hoàn thành mục tiêu đạt tiêu chuẩn đô thị loại 3 theo kế hoạch. Thưa quý vị và các bạn, để thu hút các dự án đầu tư phát triển công nghiệp đô thị và dịch vụ thương mại nhằm khai thác tốt thế mạnh tiềm năng của Hưng Yên, là tỉnh tiếp giáp với thủ đô Hà Nội, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, và điều quan trọng hơn cả là để chúng ta có sự chuẩn bị tốt nhất để đón làn sóng dịch chuyển đầu tư đến, tháo gỡ điểm nghẽn về công tác giải phóng mặt bằng cần phải sớm được khắc phục. Và sau đây là phần trình bày của biên tập viên Anh Thắng sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về điều này. Xin mời anh Thắng. Vâng, cảm ơn chị Phương Lan. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, không ít dự án dù đã được cấp phép đầu tư triển khai, nhưng chính vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng đã làm chậm tiến độ của dự án. Doanh nghiệp thì mất đi cơ hội để đầu tư, và hơn cả, chính địa phương cũng mất đi cơ hội phát triển cho mình khi thời cơ qua đi. Nếu không phải là doanh nghiệp lớn, có tiềm lực kinh tế mạnh, thì nguy cơ phá sản đã hiện hữu với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng VNT. Từ năm 2006, doanh nghiệp đã chi trả số tiền đền bù hơn 200 tỷ đồng cho các hộ dân có đất thu hồi tại dự án khu công nghiệp Minh Đức nằm trên địa bàn thị xã Mỹ Hào theo đúng các quy định của pháp luật về khung giá đền bù. Từ đó đến nay, doanh nghiệp vẫn chưa có mặt bằng sạch để thi công hạ tầng đồng bộ của khu công nghiệp do còn một số ít cá nhân cố tình không bàn giao đất, có những đòi hỏi vượt quá quy định của pháp luật nhà nước. Kiến nghị với lại các cơ quan ban ngành chức năng trong tỉnh có những giải pháp hỗ trợ để cho nhân dân trong khu công nghiệp Minh Đức có những diện tích để bàn giao lại cho nhà đầu tư để nhà đầu tư tiếp tục hoàn thành dự án. Đây chỉ là một trong số nhiều dự án đầu tư công nghiệp đô thị hiện đại đang bị chậm triển khai do khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến môi trường thu hút dự án vào đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, mà còn thiệt hại cho chủ đầu tư và gây lãng phí đất.
Các công ty về nó cũng rất là nhiều lâu rồi, nhưng hiện bây giờ là đền bù cho dân thì là hầu như là không đền bù được, vì giá dân đòi là nó là giá rất là cao, tức là từ 350 đến 500 triệu một xào. Địa bàn Hưng Yên có một số vấn đề mà chúng tôi đang gặp những cái vướng mắc, đó là cái khâu giải phóng mặt bằng. Thực ra có một số dự án cần có mặt bằng để sớm đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định rõ tầm nhìn, định hướng đến năm 2030. Đó là xây dựng tỉnh Hưng Yên giàu đẹp, văn minh, có công nghiệp thuộc nhóm phát triển mạnh của cả nước. Để đạt được mục tiêu này, việc thu hút các dự án và đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất, công nghiệp nông nghiệp và đô thị sẽ tạo động lực mạnh mẽ, là đòn bẩy kinh tế xã hội các địa phương trong tỉnh. Và đây cũng là định hướng phát triển chủ yếu của tỉnh trong những năm tiếp theo. Ngay sau khi Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp, bộ máy cán bộ từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn. Xác định rõ, đây là nút thắt cần nhanh chóng tháo gỡ. Các địa phương đã xác định rõ được những giải pháp cụ thể cho mình, tăng cường tuyên truyền, tạo đồng thuận trong nhân dân. Lãnh đạo huyện, chúng tôi cũng tập trung cao cho trước hết là cái công tác tuyên truyền, sẽ vận động nhân dân. Tuyên truyền cho nhân dân hiểu được cái lợi ích khi mà thu hút đầu tư trên địa bàn. Và cái thứ hai là cùng với cái doanh nghiệp trong cái việc và bàn bạc các cái giải pháp tháo gỡ, có cái sự phối hợp làm sao mà tạo một cái mặt bằng chung về cái đối với cái việc mà giá bồi thường, hỗ trợ đối với người dân. Tuyên truyền để các hộ dân nắm được các cái chủ trương, đường lối cũng như là các cái hướng phát triển chuyển dịch cơ cấu của huyện Ân Thi là nông nghiệp để chuyển dịch một phần sang công nghiệp. Các cái dự án vừa qua thực hiện trên địa bàn huyện của chúng tôi cơ bản là hoàn thành tốt cái tiến độ giải phóng mặt bằng. Để làm được việc đó thì các cấp ủy là vào cuộc tuyên truyền vận động nhân người dân là thực hiện rất tốt công tác giải phóng mặt bằng, người dân ủng hộ rất là cao các cái dự án vào trên địa bàn huyện. Kinh tế xã hội phát triển đi lên, đời sống nhân dân được nâng cao, nhiều việc làm mới được tạo ra. Các ngành nghề dịch vụ phát triển mạnh ở những địa phương có nhiều dự án vào đầu tư là minh chứng càng khẳng định rõ hơn định hướng chiến lược phát triển đúng đắn của tỉnh cũng như ở từng địa phương. Thủ tục hành chính là chúng tôi giảm được 90 thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Thứ hai là chúng tôi làm tốt công tác là đưa công nghệ thông tin vào, trong đặc biệt trong thử nghiệm 4.0 là doanh nghiệp và người dân có thể tại nhà thông qua cái hệ thống thông tin, rồi không qua cải cách về thủ tục hành chính cũng như nâng cao cái chất lượng hệ thống để chúng tôi đã tiếp cận và giúp cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận dễ dàng khi thành lập doanh nghiệp mới. Trong quá trình về đầu tư khu nghiệp Minh Quang thì tôi thấy là về mặt chính quyền, đặc biệt là các lãnh đạo tỉnh và địa phương hỗ trợ rất là tốt trong công tác giải phóng bằng, thì đấy là cái mà thuận lợi nhất cho nhà đầu tư và an tâm về đầu tư ở đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao cái dịch vụ của mình cùng với cả chính quyền của tỉnh Hưng Yên, duy trì những cái môi trường đầu tư tốt nhất cho tất cả các khách hàng trong khu công nghiệp. Cùng với những chính sách hỗ trợ của tỉnh, khung giá đền bù, thu hồi đất được thực hiện, áp dụng theo đúng các quy định của pháp luật, minh bạch, công khai trong quá trình triển khai thực hiện, đã tạo ra sự đồng thuận cao trong nhân dân. Điều này giúp nhà đầu tư sớm triển khai dự án. Không chỉ có những doanh nghiệp lớn trong nước mà cả các tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới cũng lựa chọn Hưng Yên làm điểm đến đầu tư cho mình. Nhiều cơ hội và vận hội mới đang chờ đón Hưng Yên. Phần trình bày với chủ đề giải phóng mặt bằng nhanh, chìa khóa để thu hút vốn đầu tư vào Hưng Yên của tôi đến đây là hết. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự. Sở hữu một trong ba sản phẩm của tỉnh được Cục Sở hữu Trí tuệ bảo hộ nhãn hiệu cộng đồng. Các hộ làm tương bần ở phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào đang tập trung nâng cao chất lượng xây dựng sản phẩm OCAP, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng doanh thu cho làng nghề. Hiện làng nghề tương bần có gần 20 cơ sở sản xuất tập trung. Để sản phẩm sớm được tỉnh công nhận là sản phẩm OCAP, các cơ sở không ngừng nâng cao chất lượng, lựa chọn nguyên liệu sạch để sản xuất sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài các công đoạn thủ công bắt buộc như đổ xôi, làm mốc, ngâm đỗ, ngả tương, một số cơ sở đã đưa máy móc vào thực hiện công đoạn đảo tương để tăng năng suất.
Bình quân mỗi tháng, làng nghề sản xuất đạt khoảng 400.000 lít tương, cung cấp cho thị trường các tỉnh, thành phố trong cả nước, đem lại doanh thu đạt trên 1 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động. Trong đó, riêng công ty trách nhiệm hữu hạn Triệu Sơn sản xuất đạt sản lượng từ 40 đến 50.000 lít một tháng. Trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, việc tích tụ ruộng đất là một yếu tố rất quan trọng đưa nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Tuy nhiên, việc triển khai tích tụ ruộng đất nông nghiệp ở huyện Phù Cử đang gặp nhiều khó khăn. Xã Tam Đa hiện có hơn 15 ha đất bãi. Khu vực này, cây lúa kém hiệu quả đã được Ủy ban Nhân dân xã quy hoạch thành khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư. Vừa qua đã có doanh nghiệp muốn tích tụ khoảng 5 ha để phát triển nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi sản phẩm từ khâu sản xuất đến chế biến và tiêu thụ. Tuy nhiên hiện nay mới chỉ tích tụ được hơn 1 ha do nhiều hộ dân chưa đồng ý chuyển nhượng hoặc cho thuê. Anh Ngô Văn Định ở thôn Ngũ Phúc là một thanh niên quyết tâm phát triển kinh tế bằng việc gắn bó với đồng ruộng quê hương. Anh Định muốn tích tụ khoảng hơn 3 mẫu để tiện đầu tư hệ thống tưới nước, cây giống và quy trình chăm sóc hiện đại nhưng không thể thuê hay dồn đổi được. Ở đây thì nhà nào cũng chuyển đổi nên mình không dồn được. Bây giờ mình đầu tư mà cái số lượng ít thì nó lại tốn kém về cái khoản ngân sách mà nó lại không có hiệu quả. Cái tích tụ ruộng đất đang gặp khó khăn là một số hộ dân làm cũng hay còn manh muốn, cái thu nhập chưa cao. Thế nhưng mà người ta vẫn giữ lại cái đất của người ta để sau này người ta phát triển. Thế nhưng mà giữ thì là cái phát triển về cái bền vững cho cái cây hoặc là chuyển đổi thì nó không có hiệu quả. Là hợp tác xã thủy sản phát triển lớn của huyện Phù Cử, hiện nay quy mô 45 ha tại xã Quang Hưng của hợp tác xã thủy sản Hưng Phát không đủ sản xuất nguồn hàng để phục vụ nhu cầu của thị trường. Theo ông Lưu Văn Dũng, giám đốc hợp tác xã thủy sản Hưng Phát, hiện nay hợp tác xã đã mua và thuê được ruộng bỏ không của người dân để mở rộng sản xuất, tuy nhiên lại đang gặp khó khăn từ phía Ủy ban Nhân dân xã chưa cho phép triển khai sản xuất. Việc chậm trễ trong thực hiện các thủ tục đã ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của hợp tác xã. Về phía Ủy ban Nhân dân xã Quang Hưng thì giải thích do bên mua và bên bán chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý về đất đai. Về cái ý kiến của hợp tác xã thủy sản Hưng Phát ấy, quan điểm của lãnh đạo xã Quang Hưng, thứ nhất là tuân thủ theo các quy định của pháp luật về đất đai, thứ hai là hợp tác xã muốn chuyển mục đích sử dụng từ trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản, thì cái việc mà mua bán chuyển nhượng giữa người dân với hợp tác xã này là chưa đến ủy ban xã để làm thủ tục chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật. Hợp tác xã cũng chưa trực tiếp đến gặp lãnh đạo ủy ban xã để nghe hướng dẫn làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng. Để giải quyết khó khăn trong việc triển khai tích tụ ruộng đất đòi hỏi phải có chiến lược, có giải pháp tạo cú hích mới trong việc tích tụ ruộng đất. Qua đó góp phần khắc phục tình trạng sử dụng đất manh mún và phân tán, tạo điều kiện thuận lợi để sản xuất tập trung, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu suất lao động, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển lên tầm cao mới. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa quyết định ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Theo đó, lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh gồm hai tiêu chí: phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương, phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học tại cơ sở giáo dục. Cụ thể, nội dung sách giáo khoa phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế, phù hợp với văn hóa lịch sử địa lý tỉnh Hưng Yên. Các chủ đề, bài học trong sách giáo khoa chú trọng đến việc rèn luyện, tính chủ động sáng tạo, phát huy năng lực tư duy độc lập, vận dụng kiến thức nhằm phát triển năng lực phẩm chất người học. Nội dung sách giáo khoa có tính tích hợp kiến thức liên môn, gắn kết với thực tiễn, giúp phát huy tối đa năng lực người học. Sách giáo khoa tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, đồng thời phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học hiện tại của cơ sở giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên khai thác sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và để cơ sở giáo dục chủ động linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học 2 buổi một ngày. Sau thời gian tạm đóng cửa phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19, đến nay các di tích trên địa bàn tỉnh đã mở cửa đón khách trở lại và chủ động trong phòng chống dịch COVID-19. Tại Chùa Nôm, huyện Văn Lâm, đền Đậu An, huyện Tiên Lữ, ngay từ đầu giờ sáng đã có rất nhiều du khách từ các nơi xa về dâng lễ. Ban quản lý di tích đã bố trí ngay ngoài cổng bàn để khẩu trang, nước sát khuẩn và hướng dẫn người dân khai báo y tế trước khi vào đền.
do là địa phương giáp với tỉnh Hải Dương nơi có ổ dịch COVID-19 lớn nhất cả nước. Để đảm bảo vệ sinh phòng dịch, ngay sau khi được mở cửa đón khách trở lại, Ban Quản lý Di tích đã triển khai công tác phòng dịch cho du khách. Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã đã cho cán bộ y tế là phun phòng dịch toàn bộ khu di tích để đảm bảo công tác phòng dịch khi khách đến chiêm ngưỡng và thắp hương. Và đồng thời là các đoàn lễ là đến thắp hương di tích thì đều phải là khai báo y tế, nhắc nhở quý khách đến thắp hương thì phải đeo khẩu trang. Để đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19 an toàn, sức khỏe cho người dân và cả cộng đồng thì mỗi người dân cần phải nêu cao ý thức trong công tác phòng dịch và văn minh nơi công cộng. Có như vậy, chúng ta mới đẩy lùi được dịch bệnh, thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế.